Hello mọi người, ngày hôm nay thì Vi sẽ đại diện thẩm mỹ viện quốc tế Linh Anh đi tìm một vài người lạ để tham gia chương trình làm đẹp cùng người lạ thăng hoa nhan sắc đón Tết nha. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Let's go. Cả nhà ơi, bây giờ thì em thấy từ xa có một anh trai kìa. Nhìn có vẻ khá là thư thái, chắc là mình sẽ vào mình hỏi thử nha. Dạ em chào anh ạ. Anh cho em làm phiền anh một chút nha. Vừa phiền một chút xong á. Làm phiền hai chút được không anh? Em vừa phiền hai chút xong. Tại vì bên em đang quay cái chương trình là... Thôi, quay thì quay đi. Thua bao năng bực cả mình nhá. Dạ em xin lỗi anh nha. Chắc ảnh khó chịu, thua khó chịu với lại anh người Bắc hình như hơi bực dọc một chút. Bồng ơi, hiện tại thì Vi thấy từ xa có một cô nhìn cũng khá là dễ chịu á. Để Vi thử hỏi xem như thế nào nha. Ê, con chào cô. Dạ, em chào chị ạ. Cô ơi, con đến từ thẩm mỹ quốc tế Linh Anh đó cô. Thì bên con đang có cái chương trình là làm đẹp cho người lạ. Và đang tài trợ một cái suất combo làm mày môi. Hiện tại là con thấy là chân mày của mình thì đang bị khá là nhợt nhạt đó cô. Với lại bị nhũ xanh nè. Lông mày của cô thì cô làm lâu rồi. Thành ra là cô cũng định làm lại. Nhưng mà chưa có thời gian. Nhưng thôi để tiện cái dịp này rồi cô vô cô coi ở mấy cháu tư vấn sao rồi cô làm. Vậy thì bây giờ chắc là con sẽ mời cô qua bên thẩm mỹ của con nhé. Để cô vô coi rồi xem thử mấy cháu tư vấn sao rồi cô làm. Cô ơi, bây giờ con thấy là dáng chân mày của mình á là đã bị trổ xanh rồi. Với lại form chân mày này của mình cũng khá là to so với lại cái khuôn mặt của mình ha. Dạ. Thì cô có thích cái dáng chân mày nào không? Cô thích cái dáng chân mày cho nó tự nhiên, nó đẹp đúng đẹp. Không? Không có bị quá già với là đúng quá đậm đúng không? Đúng rồi, cho nó tự nhiên. Với lại con thấy là cái đầu chân mày của mình nó hơi to đúng nha rồi, cô. Đúng rồi, cô làm lâu rồi, cái chân mày nó to lắm. Rồi, vậy thì bây giờ bên con sẽ bắt đầu thiết kế cho mình cái form nhán chân mày mới này hợp với khuôn mặt của cô, với lại xử lý cái nhán chân mày mà bị trổ xanh này nha cô nha. Cô chị cháu làm xong cái đầu lông mày này hắn chỉ phớt phớt nha. Rồi, với lại hắn nhỏ lại chút. Dạ, còn môi cô thích màu gì? Môi hả? Môi cô thích màu đỏ vừa vừa thôi. Đừng đỏ vừa vừa thôi, đã đỏ vừa hả cô? Rồi ok, con hiểu ý cô rồi. Bây giờ thì con sẽ bắt đầu làm cho mình cái combo mày môi như ý cô muốn nha. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình toàn toàn tình, toàn tình mình tình tan 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 tình. Mới làm xong combo mày môi nè, bây giờ cái cảm giác của cô như thế nào? Cảm giác cô thấy ok, thấy vừa ý và thích lắm. Trước khi làm chân mày thì cô mong muốn là có một cái dáng chân mày tự nhiên á, cái đầu nó cũng nhỏ lại á. Đúng rồi. Sau khi mà xem cái dáng chân mày mới á, cô cảm thấy có hài lòng, có ý chưa? Cô rất hài lòng, cô thấy trẻ hơn lúc chưa làm. Môi thì sao hả cô? Môi đẹp. Chuẩn. Rồi, nói chung là con thấy là rất là hợp với khuôn mặt của cô luôn. Rồi cảm ơn cô rất là nhiều vì đã tham gia chương trình làm đẹp cho người lạ cùng với thẩm mỹ viện quốc tế Linh Anh cô nha. Cảm ơn cô. Cũng xinh đẹp và có nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn cô.